100.000 vé máy bay giá từ 15.000 đồng. 3 đường bay mới từ thành phố Hồ Chí Minh đến Huế, Hải Phòng, Vinh. 3 đường bay hiện tại đến Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng. Quý vị khán giả của chương trình Siêu Thị May Mắn, quý vị khán giả thân mến, ngày chủ nhật là một ngày thật đặc biệt, ngày mà chúng ta được nghỉ ngơi, được cùng gặp gỡ những bạn bè và sum họp với gia đình sau một tuần làm việc, và còn một điều đặc biệt nữa là cùng được đến với Siêu Thị May Mắn để mang về những niềm vui. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Emgo, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Khi tham gia chương trình, người chơi sẽ có cơ hội để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Giải đặc biệt của chương trình là một máy lạnh Alaska kiểu dáng hiện đại, công suất 2 mã lực, block máy siêu bền, sản phẩm nhập khẩu từ Malaysia do Siêu Thị Điện Máy Hòa Bình 42 Võ Văn Tần, quận 3 cung cấp. Ai sẽ có cơ hội để nhận những giải thưởng này? Đó chính là những thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn. Và chúng ta cùng chào đón 10 thí sinh của Siêu Thị May Mắn hôm nay. Mười thí sinh, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng họ cùng có một sở thích là cùng đến với Siêu Thị, và đặc biệt là Siêu Thị May Mắn. Hôm nay họ đã có mặt, và dường như trong 10 thí sinh tôi đã bắt gặp một gương mặt rất quen thuộc, một cô gái vô cùng dễ thương, ca sĩ Phạm Thanh Thảo, phải không nào? Và bây giờ xin mời 10 thí sinh cùng bước vào Siêu Thị của chúng tôi, hãy lựa chọn những sản phẩm mà chúng ta yêu thích. Đây sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho các bạn. Xin mời! Siêu Thị May Mắn hàng hóa phong phú vô cùng, xin mời. Các thí sinh của chúng ta đã lựa chọn được những sản phẩm mà họ yêu thích. Và bây giờ thì xin mời các thí sinh cùng ngồi xuống những chiếc ghế rất dễ thương mà Siêu Thị Nội Thất Phố Sinh, thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam đã cung cấp cho chương trình. Xin mời. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra 3 thí sinh tham gia ở vòng thi đầu tiên. Họ đã có những sản phẩm gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Và xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm kem nghĩa. Thí sinh thứ hai là ai đây? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm Emco kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt. Còn một thí sinh nữa. Ai đã có sản phẩm gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm nệm Vạn Thành. Xin mời 3 thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với 3 thí sinh của vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình.
Chào các bạn, tôi tên là Lương Thị Thanh Trang, hiện tôi đang làm nhân viên văn phòng. Rất mong các bạn cổ vũ cho tôi và hai bạn cùng chơi. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với thí sinh thứ hai. Chào quý vị khán giả, tôi tên Lương Thị Thu Hường, đang là nhân viên tiếp thị của công ty mỹ phẩm Mobilem. Hôm nay tôi rất vui khi được đến với siêu thị May Mắn. Xin quý vị cùng ủng hộ cho tôi và hai bạn cùng chơi. Bây giờ thì xin mời người tiếp theo. Xin chào anh Quốc Bình và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan, là nhân viên của Điện lực Sài Gòn. Hôm nay em rất vui được tham gia chương trình và xin cũng rất mong các quý vị khán giả ủng hộ cho ba người chơi chúng tôi. Cả ba thí sinh của chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng thi có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh được ban tổ chức tặng trước 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Các bạn dùng số tiền này để mua sắm trong siêu thị của chúng tôi, mua sao cho đúng trong phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu đúng trong phạm vi cho phép, các bạn sẽ được giữ nguyên số điểm và được tặng nguyên xe hàng. Nhưng nếu mua vượt phạm vi cho phép thì dĩ nhiên là chúng ta không được nhận xe hàng và số điểm chỉ còn một nửa mà thôi. Hàng hóa trong siêu thị May Mắn được bày trên 3 kệ và các bạn nhớ rằng trong 2 phút chúng ta phải mua sắm tìm hàng hóa trên cả 3 kệ nhé. Và một điều quan trọng hơn nữa là bạn nào có mức sai số thấp nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng bước vào vòng trong của chương trình. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử xem siêu thị May Mắn hàng hóa phong phú như thế nào nào. Gối Vạn Thành, sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún. Kèm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Nhôm Kim Hằng, sản phẩm luôn có mặt trong bếp ăn của mọi nhà, chất lượng cao, kiểu dáng hiện đại, sản phẩm đa dạng, là người bạn thân thiết của người nội trợ, 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Funderby, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất calcium DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Tidol gói bột pha uống, hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam viêm họng, với hương vị trái đào giúp các bé dễ dàng uống thuốc. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Thực phẩm đóng hộp Tuyền Ký với các loại heo, bò, gà, cá, trái cây, chọn lọc từ nguyên liệu tươi, chất lượng tại nơi nuôi trồng. Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000, 11 năm liền là hàng Việt Nam chất lượng cao, là danh hiệu hàng đầu 2007. Chúng ta đã thấy hàng hóa trong siêu thị May Mắn thật phong phú đúng không nào? Bây giờ thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng với sự cổ vũ của khán giả và chúng ta hãy mua sắm trong siêu thị của chúng tôi trong vòng 2 phút. Xin mời! Hãy xách theo giỏ của mình và đi mua sắm trong siêu thị của chúng tôi. Hãy lựa chọn tất cả những sản phẩm mà chúng ta dự định sẽ sử dụng và chỉ trong vòng 1 triệu đồng thôi nhé. Nếu như đã mua xong thì chúng ta sẽ đẩy xe về phía trước. Còn chưa xong thì hãy tiếp tục, thời gian vẫn còn. Lấy thêm nữa không? Vẫn cần lấy thêm không? Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đẩy xe về phía trước, kiểm tra lại đi, xem có đủ hay chưa, có cần lấy thêm gì không. Nếu mà thấy rằng đủ rồi thì đẩy xe về đây. Như vậy cả ba thí sinh của chúng ta đã hoàn thành công việc trước thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho các thí sinh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho các thí sinh. Nhờ có chiếc máy tính tiền điện tử do công ty Lý Vũ Vinh cung cấp nên tôi tính tiền rất nhanh. Đầu tiên, bạn Trang đã mua 2 gối cao su Vạn Thành 209.000 một chiếc, 1 hộp Funderby của bánh kẹo Phạm Nguyên 20.000 đồng, 1 rổ inox của Kim Hằng 110.000 đồng, 1 bịch khô bò Tuyền Ký Tứ Xuyên 47.300 đồng, 1 bộ võng Trường Thọ 416.000 đồng. Không biết là liệu số tiền này có đủ không nhỉ? Chúng ta cùng hồi hộp và theo dõi nha. Số tiền là 1.011.300 đồng. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tính tiền cho bạn Hường. Bạn Hường đã mua một bếp du lịch siêu bền của Namilos 169.000 đồng, một gà men inox của Kim Hằng 95.000 đồng, một nước tăng lực Red Tiger của Bidrico 4.500 đồng, một nồi lẩu inox Kim Hằng 110.000 đồng, một chảo Quantum của Kim Hằng 154.000 đồng, một khô bò Tuyền Ký Tứ Xuyên 47.300 đồng,
một giường xếp trường thọ 418.000 đồng. Và tổng số tiền mà bạn Hường mua sắm là hồi hộp không bạn? Xem rất hồi hộp đúng không? Và tổng số tiền bạn dùng là 997.800 đồng. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tính tiền cho thí sinh thứ ba. Bạn đã mua một bịch khô bò Tiền Ký Tứ Xuyên 47.300 đồng, một vỉ nướng Quan Tum của Kim Hằng 110.000 đồng, hai gối cao su Vạn Thành 209.000 một chiếc, một bộ võng trường thọ 416.000 đồng. À, chị Loan, đã bao giờ chị phải đi mua sắm trong vòng 2 phút mà phải tiêu hết 1.000.000 đồng chưa? Chưa từng bao giờ. Lần chị tiêu nhiều tiền nhất thì đi siêu thị là bao nhiêu tiền? 500.000. Và hàng hóa có mua nhiều như thế này không? Nói chung là mình đi siêu thị mua toàn đồ ăn không? Mua toàn đồ ăn nên rất nhiều đúng không? 500 ngàn là một xe luôn. Và hôm nay chị đã mua một số món đồ này và dự tính là trong khoảng 1.000.000. Vậy thì xem dự tính của chị có chính xác hay không. Số tiền là 991.300 đồng. Xin chúc mừng. Và như vậy xe hàng cũng đã thuộc về chị. Xin được chúc mừng chị. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã sử dụng những số tiền như sau. Chị Kim Loan sử dụng hết 991.300 đồng. Chị Thu Hường sử dụng hết 997.800 đồng. Và chị Thanh Trang sử dụng hết 1.011.300 đồng. Cả ba thí sinh của chúng ta đã mua đúng trong phạm vi cho phép. Và cả ba đều nhận được xe quà. Chị Thu Hường có mức sai số thấp nhất. Chính vì vậy đã là người chiến thắng để bước vào vòng tiếp theo của chương trình. Xin được chúc mừng. Chị Thanh Trang và chị Kim Loan sẽ nhận được giải thưởng tương ứng là 1.000.000 đồng. Và bên cạnh đó còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty Dược phẩm Thiên Khánh. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình. Như thường lệ, bây giờ sẽ là phần đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Ở tuần vừa rồi với câu 1, khi tôi đưa ra một gợi ý là ngôi chợ nằm ở quận Tân Bình được coi là chợ đầu mối cung cấp các loại thịt gia súc gia cầm cho thành phố Hồ Chí Minh thì đã rất nhiều quý vị khán giả đã lựa chọn chợ Phạm Văn Hai. Đây chính là đáp án chính xác. Còn chợ Hồ Thị Kỷ là chợ chuyên bán các loại hoa tươi các bạn nhé. Như vậy thì xin được chúc mừng những vị khán giả đã chọn đáp án là chợ Phạm Văn Hai. Nào, hãy thử xem trong tuần vừa qua đã có bao nhiêu người gọi về với chương trình. Xin được chúc mừng vị khán giả này nhé. Còn quý vị thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị đến với câu hỏi của tuần này nào, để hãy cùng là người chiến thắng. Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của tuần này. Các bạn hãy lắng nghe thật kỹ những lời giới thiệu để chúng ta có thể có những lựa chọn cho mình trong những đáp án của câu hỏi. Chợ nổi Cái Răng là một chợ nổi khá nổi tiếng tại thành phố Cần Thơ. Không biết từ bao giờ, theo thông lệ thì chợ họp rất sớm, từ 4 tới 5 giờ sáng và mọi người trao đổi buôn bán cho tới khoảng 9 tới 10 giờ. Sau đó các con thuyền lại rong buồm đi về những nẻo khác nhau để chuẩn bị cho công việc kinh doanh và hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày hôm sau. Với những gợi ý như vậy thì tôi sẽ đưa ra câu hỏi ngay đây. Theo bạn, hình thức kinh doanh chủ yếu ở chợ nổi Cái Răng đó là hình thức nào? Có hai đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là hình thức kinh doanh bán sỉ. Và đáp án số 2 đó là hình thức kinh doanh bán lẻ cho người tiêu dùng. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ hai đúng không? Đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 với nội dung tin nhắn như sau: STMM khoảng cách, X khoảng cách, Y, trong đó X tương ứng với đáp án 1 hoặc 2 ở câu hỏi số 1 và Y là số người dự đoán của bạn ở câu thứ 2. Thật vô cùng đơn giản, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng và sở hữu những giải thưởng hấp dẫn của chương trình. Đó chính là 2.000.000 đồng sẽ được trao tặng cho người chiến thắng. Nào, nhanh lên! Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình và cùng tìm ra hai thí sinh sẽ tham gia ở phần thi này. Họ đang có những sản phẩm nào? Chúng ta cùng theo dõi. Xin được chúc mừng thí sinh có tờ báo Người Lao Động. Và thí sinh thứ hai là ai đây?
Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước đến vòng 2 của chương trình và cùng làm quen với hai thí sinh mới của vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin chào quý khán giả, xin chào bạn Bình. Tôi là Hồng Hạnh, tôi có một ông chồng rất đáng yêu và một thằng nhóc cũng đáng yêu không kém ông chồng mình. Bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với thí sinh thứ hai. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quốc Bình, tôi tên là Khu Thị Ngọc Hằng, hiện tôi đang là sinh viên của trường hàng không. Tôi rất vui khi được tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn. Mong quý vị khán giả ủng hộ nhiệt tình cho tôi và hai chị cùng chơi với tôi. Xin cảm ơn. Bây giờ thì ba thí sinh sẽ cùng nhau bước vào vòng thi có tên gọi Ai Đoán Tài Thế. Ở vòng thi này sẽ có 5 chiếc hộp bí mật. 5 chiếc hộp giống hệt nhau và ở trong là những sản phẩm có trong Siêu Thị May Mắn. Nhưng hộp nào có sản phẩm gì tôi vẫn chưa biết. Và chúng ta sẽ cùng nhau đoán về những chiếc hộp này. Tôi có những thông tin về những chiếc hộp và đây sẽ là những gợi ý cho các bạn. Các bạn sau khi nghe thông tin hãy bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu trả lời ở thông tin thứ nhất, các bạn sẽ ghi được 200 điểm. Nếu trả lời ở thông tin thứ hai, các bạn sẽ ghi được 150 điểm. Và trả lời ở thông tin thứ ba, các bạn sẽ có 100 điểm. Những thông tin đầu bao giờ cũng là những thông tin rất mơ hồ, rất chung chung. Chính vì vậy, nếu như chúng ta chưa khẳng định được thì chúng ta nên chờ đợi tới những thông tin rõ ràng hơn. Nếu như chúng ta bấm chuông giành quyền trả lời mà không trả lời chính xác thì chúng ta sẽ bị mất quyền ưu tiên trả lời ở những thông tin kế tiếp. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chiếc hộp số 1. Thông tin đầu tiên trong chiếc hộp số 1 như sau. Sản phẩm này có nhiều loại, giúp bạn lựa chọn loại phù hợp với sở thích và thói quen riêng. Như vậy là chị Hạnh đã có tín hiệu trả lời. Theo chị là sản phẩm gì? Tôi đoán bằng trực giác thôi. Tại vì cái thông tin này nó cũng mơ hồ quá. Nhưng mà đối diện trước mắt tôi là một cái bảng rất to. Thành ra tôi đoán đại vậy. Cũng thử liều một phen. Tôi đoán là một sản phẩm gì đó của kềm nghĩa, như là cắt móng tay hay là kềm hay là một cái gì đó. Chúng ta hãy thử xem trong chiếc hộp số 1 là sản phẩm gì. Kềm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Như vậy là chị đã ghi được 200 điểm. Xin được chúc mừng chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc hộp thứ hai. Thông tin đầu tiên trong chiếc hộp thứ hai như sau. Những ai ít có điều kiện dùng bữa cơm gia đình sẽ thường cần đến sản phẩm này. Như vậy là chị Hạnh một lần nữa lại bấm chuông. Xin mời chị. Cái này có gợi ý. Tôi nghĩ là một cái sản phẩm gì đó sẽ gần với cái gì đó để mang cơm theo. Thì ở đây nệm thì không phải rồi. Tôi đoán là một sản phẩm của Kim Hằng. Nhưng mà cái gì để mang cơm theo, có thể là một cái nồi hoặc là một cái gồng mên hoặc là một cái cà màng gì đó. Không biết. Chị phải nói ra một sản phẩm thôi, chứ không thể nào mà kể liệt kê nhiều sản phẩm được. Chị sẽ chọn một sản phẩm. Thôi tôi đoán đại là cái gạo mên hay là cái cà màng gì đó nếu tiếng miền Bắc. Tức là chị chọn là cái gà mên đúng không? Dạ, dạ. Và chúng ta hãy thử xem chiếc hộp số 2 là gì đây. Xin được chúc mừng. Như vậy là thêm một thông tin chính xác. Gà mên inox Kim Hằng, sản phẩm làm bằng inox, nắp đậy kín không làm nóng tay, rất tiện dụng và thích hợp khi chứa đựng và di chuyển thức ăn. Sản phẩm 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Như vậy là chị đã ghi thêm được 200 điểm ở phần trả lời này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chiếc hộp thứ 3. Thông tin trong chiếc hộp thứ 3 như sau. Bề mặt sản phẩm có nhiều lỗ nhỏ giúp thông thoáng. Xin mời chị Hạnh. Tôi nghĩ là ở đây thì chỉ có thể là nệm vạn thành thì mới có cái bề mặt, cái lỗ thông thoáng thôi. Chứ còn những sản phẩm khác mà nếu có lỗ thì nó sẽ không đựng được cái gì hết. Tức là nệm vạn thành phải không? Dạ, yeah, tôi đoán vậy. Vậy thì cho tôi nghe tín hiệu xem nào. Chưa chính xác rồi.
Và bây giờ thì tôi sẽ đưa ra thông tin kế tiếp và chị Hạnh đã mất quyền ưu tiên trả lời. Bây giờ thông tin kế tiếp như sau. Sản phẩm nâng niu giấc ngủ của bạn. Xin mời bạn Hằng. Dạ em xin trả lời đó là gối vạn hành. Gối vạn hành. Hãy xem thử xem đúng hay không nào. Xin chúc mừng bạn. Gối ngủ cao su thiên nhiên vạn thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún, phù hợp với người lớn tuổi và trẻ em. Như vậy là bạn Hằng đã ghi được 150 điểm. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc hộp thứ tư. Thông tin đầu tiên. Đây là một loại thực phẩm ăn nhanh giúp bổ sung dinh dưỡng. Bạn Hằng đã bấm chuông trước, xin mời bạn. Dạ em xin trả lời là lẩu. Lẩu, cho tôi nghe xem nào. Chắc chắn không phải rồi, lẩu không phải được xếp vào món ăn nhanh. Xin mời bạn Hương. Dạ phở. Bạn đoán là phở, phở gì ạ? Phở ăn liền. Bạn đoán là phở ăn liền, và trong siêu thị may mắn thì có phở ăn liền của gì nhỉ? Dạ Vi Phong. Phở ăn liền của Vi Phong. Chúng ta hãy thử xem chiếc hộp số 4 có phở hay không. Phở Việt, dai mềm từng sợi, không phải đợi lâu. Sản phẩm mang hương vị đậm đà phở truyền thống của người Việt Nam. Xin chúc mừng bạn Hương, bạn đã có câu trả lời chính xác. Đây là phở Việt của Vi Phong. Chúng ta có chiếc hộp thứ 5. Và chúng ta hãy xem ai sẽ là người đoán đúng ở chiếc hộp này. Gợi ý như sau. Sản phẩm rất tiện lợi khi dùng. Như vậy là bạn Hương đã đưa ra tín hiệu trả lời. Xin mời bạn. Dạ. Theo bạn là gì ạ? Ăn liền là khô mực. Khô mực, ư. Cái này là các bạn chưa nghe tôi đọc hết thông tin mà đã bấm chuông rồi. Và bạn trả lời như vậy thì chưa chính xác. Tôi nhắc lại, sản phẩm rất tiện lợi khi dùng và an toàn cho sức khỏe là thông tin đầu tiên. Và bây giờ thông tin... Chị chưa cần đợi đến thông tin thứ hai. Chị có trả lời không? Liều một phen. Liều một phen nữa. Và chị hãy đưa ra dự đoán của mình cho chiếc hộp thứ 5. Một lần nữa tôi lại cố gắng là tin vào trực giác của mình một lần nữa. Tôi nghĩ đó là một cái bếp nướng. Một cái bếp nướng. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá chiếc hộp thứ 5. Bếp nướng ga hồng ngoại Namilus, nướng thức ăn bằng năng lượng hồng ngoại nên không bị đốt cháy, không ám mùi ga, mùi khói, giúp tiện lợi khi sử dụng và an toàn cho sức khỏe. Chúng ta đã khám phá những chiếc hộp bí mật của chương trình siêu thị may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau công bố số điểm mà các thí sinh đã đạt được. Thị Hạnh đã ghi được số điểm cho mình là 1.100 điểm, xin chúc mừng. Bạn Hằng đã ghi được cho mình 650 điểm. Và bạn Hương đã ghi được cho mình số điểm là 700 điểm. Như vậy, chị Hạnh có số điểm cao nhất. Chị là người chiến thắng bước vào vòng sau của chương trình. Xin chúc mừng. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được giải thưởng như sau. Bạn Hằng nhận được giải thưởng trị giá 650.000 đồng. Và bạn Hương, tổng giải thưởng mà bạn nhận được khi tham gia từ đầu tới giờ là 1.700.000 đồng. Xin được chúc mừng hai bạn. Và hai bạn còn được nhận thêm phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Thánh. Xin được chúc mừng các bạn. Quý vị khán giả thân mến, với những gợi ý mà tôi đưa ra về chợ nổi cái răng, không biết đã giúp cho quý vị chọn lựa được đáp án nào chưa nhỉ? Đáp án số 1 hay đáp án số 2? Chỉ có 1 hoặc 2 thôi nhé. Và một điều quan trọng là hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 nhé. Và tôi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa đây. Theo bạn, hình thức kinh doanh chủ yếu ở chợ nổi cái răng là hình thức nào? Có 2 đáp án. Đáp án số 1 đó là hình thức kinh doanh bán sỉ. Và đáp án số 2 đó là hình thức kinh doanh bán lẻ cho người tiêu dùng. Các bạn nhớ chọn một trong hai mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ hai đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn. Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn của chương trình. Ngoài
của chúng ta đã nhận được giải thưởng như sau. Chị Châu có giải thưởng là 700.000 đồng. Và chị Hạnh nhận được giải thưởng qua các vòng chơi của chị là 1.700.000 đồng. Và cả hai thí sinh còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Nhân Khánh. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón thí sinh Thanh Thảo đã có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình. Ôi hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thản khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Siêu thị may mắn. Ôi hôm nay vui sao trái tim hân hoan. Không gian bao la thanh thản khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắng đo suy tư. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin cảm ơn những chàng trai của nhóm La Thăng đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Thanh Thảo thân mến, nhóm La Thăng đã cho chúng ta biết về những ô cửa ở đằng sau lưng đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về vị trí và chuẩn bị khám phá những điều bất ngờ nhé. Xin mời. Thanh Thảo thân mến, lúc này bạn đang có 1.100 điểm. Và trong những ô cửa của chúng tôi thì có số điểm là 300, 500, 2.000, 3.000, 20.000 là ô cửa đặc biệt. Và ô cửa 3 số 0 là ô cửa bất ngờ. Bạn dùng số điểm của mình đang có đặt vào trong những ô cửa này. Nếu mở cửa ra, điểm trong ô cửa cao hơn điểm bạn đang có, điểm của bạn sẽ bị chia đôi. Nhưng nếu điểm trong ô cửa thấp hơn điểm của bạn đang có, điểm của bạn được nhân đôi. Và bạn làm sao đó để tăng được điểm của mình lên tới 5.000 điểm. Nếu lúc đó bạn có 5.000 điểm rồi và đặt vào ô cửa đặc biệt, giải thưởng đặc biệt sẽ thuộc về bạn. Giải thưởng đặc biệt trị giá tới 20 triệu đồng. Wow. Nhưng nếu mà bạn đặt vào ô cửa 3 số 0 thì cuộc chơi sẽ ngưng lại ngay lập tức. Và bạn sẽ phải chia đôi số điểm. Yeah. Như vậy bạn hãy cẩn thận để lựa chọn các ô cửa nhé. Yeah. Bạn có thể dùng linh cảm của mình hoặc là hãy nhờ sự tư vấn của khán giả. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với ô cửa đầu tiên. Bạn muốn chọn là số mấy? Nhờ sự tư vấn của anh Quốc Bình được không? Với mình thì mình khuyên bạn là mở cả 6 ô cửa một lúc. Bởi vì mình không biết ở trong ô cửa là như thế nào cả. Cũng như bạn thôi. Vậy thì các bạn ơi, giờ mình mở ô cửa nào đầu tiên đây các bạn? Em quyết định nghe theo ý của khán giả lần này. Em chọn ô cửa đầu tiên của em là ô cửa số 3. Bạn chọn số 3, chắc là bạn ấn tượng với cái bạn mà giơ tay mà vẫy vẫy ba ngón này. Bây giờ thì bạn quyết định mở cửa số 3. Đúng. Nhưng rồi. Mà nếu như cửa số 3 và 3 số 0 là cuộc chơi ngưng lại ngay lập tức thì bạn trai kia sẽ như thế nào nhỉ? Tính Thảo, sao? Tính sao? Nói vậy chứ không sao đâu. Thảo rất cảm ơn sự tư vấn của quý vị và các bạn. Cho dù thắng hay thua, có mở chúng 3 số 0 đi nữa thì các bạn cũng vẫn sẽ thấy Thảo cười tươi như hoa vậy thôi. Nhưng mà trong lòng thì buồn lắm đúng không? Và bây giờ là cơ hội dành cho 3 thí sinh chưa tham gia vòng thi nào. Bây giờ ba thí sinh hãy cùng đoán số điểm trong ô cửa số 3. Nếu dự đoán đúng, các bạn sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200.000 đồng. Ba thí sinh có thể đưa ra những ý kiến của mình, có thể trùng nhau cũng được. Và xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình, sau đó sẽ đưa ra số dự đoán. Xin chào Quốc Bình. Mình xin đưa ra cái ô cửa số 3 này là 500.000, 500 điểm. Đó là ý kiến cuối cùng của mình. Bạn đưa ra là 500 điểm. Và bạn tên là gì nhỉ? Mình tên là Vũ Hoàng.
Bạn Vũ Hoàng đưa ra dự đoán là 500 điểm. Xin mời người tiếp theo. Xin dự đoán 500 điểm. Anh tên là gì ạ? À, mình là Trương Minh Tuấn. Anh Tuấn cũng dự đoán là 500 điểm. Còn người thứ ba? Tôi tên Lai Bửu Lộc. Tôi xin đoán cửa số 3 là 300 điểm. Anh đoán là 300 điểm ở cửa số 3 đúng không ạ? Như vậy là có hai ý kiến. Hai người đoán là 500, một người đoán là 300. Nhưng nếu như mở ra mà là 2.000 hay 3.000 thì cả bốn cùng buồn. Thảo thì chia đôi và hai ba thí sinh của chúng ta cũng dự đoán sai đúng không? Dạ. Thảo có muốn đổi không? Dạ không đổi đâu anh, tại vì khán giả đã chọn dùm cho em mà. Khán giả đã chọn dùm cho em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ô số 3. Xin mời, cửa số 3. Hoàng Gia mì thịt bằm, sản phẩm tiên phong tại thị trường Việt Nam, sản xuất với công nghệ cao, có túi thịt hầm bên trong, đảm bảo an toàn vệ sinh và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Mật ong Việt Honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sử dụng mật ong Việt Honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Và số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu? Chúng ta cùng xem nào. 500 điểm! Xin chúc mừng bạn! Và cũng xin chúc mừng hai thí sinh đã đưa ra dự đoán đúng là 500 điểm. Mỗi bạn sẽ được nhận giải thưởng là 200 ngàn. Và cả ba thí sinh cũng sẽ được nhận phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Xin được chúc mừng! Bây giờ bạn đã có 2.200 điểm. Và như vậy thì có hai ô cửa điểm thấp hơn điểm của bạn có. Bạn hãy tìm xem là ô cửa nào. Xin mời bạn. Khán giả, bạn có muốn nghe khán giả tư vấn hay không? Anh, có một ô là 20.000 điểm lận. Một ô 20.000 điểm nhưng mà hiện nay bạn chưa đủ điểm để mở ô 20.000. Và một ô là 3 số 0 là ngưng á hả? Đúng rồi. Cái ô số 3 này hồi nãy em nghe khán giả rồi. Em cũng thích ăn mì Hoàng Gia dữ lắm bây giờ. Có mấy nữa các bạn? Trời ơi, nguyên một cái hội trường đồng thanh số 6 thì mình phải mở số 6 thôi anh ơi. Phải mở số 6 mà lát nữa mở ra mà nguyên cả hội trường. Ồ, một cái thì sao nhỉ? Thì cả hội trường hôm nay bao em ăn kem. Chắc là ăn viêm họng luôn cơ. Bây giờ thì sẽ có một cơ hội dành cho khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay. Tôi sẽ dành một cơ hội đầu tiên cho các bạn khán đài bên này. Các bạn hãy đưa ra dự đoán xem ô cửa số 6 là ô cửa bao nhiêu điểm. Xin mời bạn trai vừa giơ tay vừa lắc. À, ô số 6 là 2.000 điểm. Ô số 6 là 2.000 điểm. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá ô cửa số... Khoan anh ơi, hiện giờ là em có nhiều điểm anh? Hiện giờ bạn có 2.002. Bạn lúc nãy dự đoán là 2.000, tức là ô cửa này có thể thấp hơn điểm của bạn. À, dạ. Như vậy là bạn có muốn mở hay không hay đổi? Thôi, không đổi. Hay mở, đi. Nhớ 3 số 0 thì sao? Thôi, mở đi. Rồi, nghe lời khán giả đúng không? Dạ. Và xin mời cửa số 6 mở. Bàn ăn tròn, 4 ghế đỏ trắng, màu sắc sang trọng, kiểu dáng gọn đẹp, thiết kế mới nhất của năm 2008. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phố Sinh phân phối. Số điểm trong ô cửa này là 2.000 điểm. Chúc mừng bạn. Như vậy là khán giả tư vấn hoàn toàn chính xác. Và bạn trai sẽ được nhận một phần quà của chương trình. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ bạn có 4.400 điểm. Nhưng vẫn chưa đủ điểm để vào ô cửa đặc biệt. Nhưng lúc này vẫn còn hai ô cửa thấp điểm hơn của bạn đang có. Vậy thì bạn sẽ chọn ô cửa nào hay là ngừng cuộc chơi đi? À, chơi tiếp chứ anh. Trời ơi, chơi tiếp. Đã tới đây rồi, gặp anh Quốc Bình là khó khăn lắm, phải chơi tiếp mới được. Phải chơi đến cuối cùng mở hết các ô cửa đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì bạn mở ô số mấy? À, hồi nãy giờ thì em đã nhận. Trời ơi, sao biết ý mình hay quá vậy ta? Em quyết định mở ô cửa số 2. Mở ô cửa số 2. Nếu ô cửa số 2 là 3 số 0 thì không buồn đúng không? 300 điểm. Cũng buồn chút. Buồn chút. Và hãy thử xem. Bây giờ một cơ hội dành cho các bạn đang theo dõi bên khán đài bên này.
Xin mời bạn gái áo trắng. Theo tôi thì ô cửa số 2 có 3.000 điểm. Bạn đoán ô cửa số 2 3.000 điểm. Chắc chắn. Chắc chắn 3.000 điểm. Ồ, bạn có thể nhìn xuyên qua màn hay sao mà bạn chắc chắn là 3.000 điểm. Bây giờ thì chúng ta hãy xem thử ô cửa số 2. Tylenol gói bột pha uống hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam miệng viêm họng, với hương vị trái đào giúp các bé dễ dàng uống thuốc. Số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Số điểm trong ô cửa này là 3.000 điểm. Nhờ sự tư vấn rất chính xác của khán giả mà bạn đã liên tục mở đúng các ô cửa. Và bạn gái của chúng ta cũng dự đoán chính xác, như vậy thì bạn cũng được nhận một phần quà của chương trình. Xin chúc mừng. Thanh Thảo chưa kịp hỏi, tôi cũng chưa kịp hỏi mà khán giả đã quyết định mở rồi. Cái này là khán giả chơi tới cùng chứ không phải là Thanh Thảo, đúng không? Dạ. Và bây giờ Thảo nghĩ sao? Lúc này Thảo đang có là 8.800 điểm. Giải thưởng đặc biệt là rất gần. Nhưng bên cạnh đó 3 số 0 cũng rất gần. Vậy thì Thảo quyết định như thế nào? Anh Bình nghĩ là trong cái ô cửa cuối cùng này em có hơn nữa không? Cái này thì mình không biết được, bởi vì là từ nãy giờ khán giả đã tư vấn cho bạn rất nhiều và bạn đã rất là hên 3 lần rồi. Và nếu như mà bạn hên tiếp, tức là bạn sẽ có 17.600 điểm. Chân nào? Tiếp được không ạ? Tiếp tục chơi hay ngừng? Chơi nữa phải không các bạn? Nữa hay không? Tiếp tục được. Bây giờ còn 4, 5 và 1. Bạn lựa chọn ô cửa số mấy? Hên gì mà hên dữ vậy? Số 5 hay số 4 đây ta? Sao mình cứ muốn chọn ô số 4 vậy ta? Mà khán giả lại muốn mình chọn số 5, giờ sao ta? Số 5, khán giả đã nói số 5. Rồi bây giờ bạn hãy quyết định. Xin cảm ơn tất cả các bạn và mình sẽ quyết định theo các bạn, mình chọn ô số 5. Bây giờ bạn sẽ mở ô cửa số 5. Và nếu như mà trong ô cửa số 5 này là ô cửa đặc biệt thì bạn sẽ nhận được một giải thưởng là một chiếc máy lạnh treo tường Alaska công suất 2 mã lực, kiểu dáng rất hiện đại. Nhưng nếu là ô cửa 3 số 0 thì rất là tiếc đấy. Anh Bình ơi, sao em nghe trong cái lời giới thiệu của anh Bình nó có một chút gì đó hăm dọa. Không, mình không hăm dọa, mình chỉ nói tất cả những gì mà mình biết thôi. Số 4 nha, số 4 đi ha. Bây giờ em đổi được không, em đổi được không? Bây giờ bà lại quyết định số 4. Bà quyết định số 4, khán giả quyết định số 4. Lần cuối cùng. Số mấy? Thôi số 4 đi. Số 4 nha các bạn. Một bên thì số 4, bên số 5. Bây giờ là khán giả không biết tư vấn số nào nữa, bạn phải quyết định một mình mà thôi. Vâng, và lần này thì em sẽ cố gắng, mình sẽ tự quyết định một mình. Em xin chọn ô cửa số 4. Đây là quyết định cuối cùng của em. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin cảm ơn rất nhiều. Cuối cùng của bạn. Và bạn quyết định mở ô cửa số 4. Nếu mở ra thì đừng, nếu mà là ta số 0 thì đừng dằn vặt mình, đúng không? Tại vì đã không nghe khán giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị mở ô cửa số 4, vì đây là quyết định cuối cùng của bạn Thanh Thảo rồi. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, đúng không? Dạ. Không thể oán trách ai. Các bạn cố lên các bạn ơi, số 4. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở ô cửa số 4. Nệm lò xo Vạn Thành, nguyên liệu thép khung lò xo bằng hợp kim nhập từ Anh Quốc, độ đàn hồi cao, áo bọc nệm được thiết kế sắc sảo sang trọng, cảm giác thoải mái êm ái khi sử dụng. Ô cửa này là Thảo ơi, ô cửa này là 3 số 0 rồi.
Nếu mà vậy thì có thể cho em coi ô cửa số 5 là số mấy không anh? Nhưng mà lúc này khán giả tư vấn cho Thảo số 4, Thảo đã nghe theo và Thảo bị ba số 0 thì Thảo nói gì với khán giả? Đến kem cho Thảo đi, cho Thảo ăn kem cho viêm họng luôn đi. Các bạn lát nữa nhắc Thảo đi ăn kem đó nha. Và bây giờ theo yêu cầu của Thảo thì Thảo sẽ muốn xem ô cửa số 5 đúng không? Dạ, dạ. Vậy thì hãy mở cửa số 5. Wow. Máy lạnh cho tường Alaska, sản xuất tại Malaysia, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, block máy siêu bền, chế độ làm lạnh thông minh, làm trong lành không khí, tiết kiệm điện năng. Số điểm của ô cửa này là 20.000 điểm. Đây là ô cửa đặc biệt. Thảo định chọn rồi lại nghe lời khán giả lại không chọn. Và cuối cùng thì đã để vượt mất giải thưởng này rồi. Nhưng không sao, Thảo đã có rất nhiều sự ủng hộ của khán giả đúng không? Bây giờ thì chúng ta còn lại ô cửa cuối cùng là ô cửa số 1. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm cái gì ở bên trong cửa số 1. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Funnerby được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium, DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Số điểm trong ô cửa này là 300 điểm. Lúc nãy không ai tư vấn Thảo chọn ô này, nếu mà chọn ô này là điểm của Thảo được nhân gấp đôi tiếp á. Dạ. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá hết 6 ô cửa của vòng thi đặc biệt. Bây giờ thì chúng ta cùng bước ra sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Xin mời Thảo. Quý vị khán giả thân mến, sau vòng đặc biệt của chương trình, ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã nhận được giải thưởng tương ứng là 4.400.000 đồng. Và Thảo còn nhận được thêm rất nhiều những phần quà từ đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và điều đặc biệt hơn nữa là Thảo còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Và Thảo cũng đã mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui cùng với chương trình Siêu Thị May Mắn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Emco, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt của công ty dược phẩm Thiên Khánh đã tài trợ cho chương trình. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới công ty máy tính Việt Nam T&H, đơn vị phân phối máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh và nhãn hàng thời trang Z đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Thành tựu mới từ sữa cô gái Hà Lan 123 và 456. Công thức Titireso với tyrosin và tryptophan giúp trẻ tiếp thu nhanh và xử lý thông tin tối ưu. Titireso cho trẻ khả năng học hỏi hiệu quả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúng tôi mong rằng các thương hiệu hàng Việt Nam hãy tham gia với chương trình. Tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 823-5962, công ty Cartisa, 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tối chủ nhật tuần sau. Thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Number One hân hạnh mang đến chương trình này. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Trong suốt một tuần qua, chúng ta đã dõi theo cuộc hành trình của 8 vận động viên trong chuyến tập huấn ở Kinabalu, Malaysia. Những sinh hoạt trong ngày, các mối bận tâm tại vùng đất mới, những trăn trở, những nghĩ suy, những cảm xúc vui buồn của các bạn đã trải qua tại Kinabalu hầu như đã được gửi về cho các khán giả Việt Nam hàng ngày. Tuy nhiên, có những điều rất thú vị của đoàn leo núi, của từng thành viên trong đoàn leo núi mà phải chính vận động viên mới có thể kể lại được. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay những vận động viên của chúng ta để họ có thể trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kinh nghiệm, những nghĩ suy, xúc cảm của mình trong cuộc hành trình này.
Trước khi đến với cuộc trò chuyện với các vận động viên, chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh về các sự kiện vừa diễn ra trong tuần vừa qua. Các vận